Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Rim lộ một nét đẹp khó cưỡng sau một cái màn dao kéo từ trong ra ngoài. Cái chiếc rim dọn hôm nay đã không còn là cái một cái phương tiện là hàng ngày nữa, mà bây giờ nó biến thành một cái bản đồ tót ra được nét đẹp ăn chơi, tạo cái sự mới lạ. Nếu đặt cạnh một cái chiếc Super Rim trong tình trạng xe Zindex, ắt hẳn cái chiếc rim dọn hôm nay nó ăn đứt về màu mặt, bởi nó rất nổi trội so với mình những món đồ chơi toàn hàng hiệu phủ sóng ở mọi góc ngách. Dù mang trên mình một cái chiều dài ngắn hơn tại thắng Sim, nhưng cái dòng tại thắng của Takawa cho cái chiếc rim độ hôm nay hoàn toàn ăn đứt về cái thị thẩm mỹ và một cái vẻ ngoài sáng bóng cùng với thiết kế góc cạnh. Món đồ chơi cứ dành riêng cho cái dòng Honda Rim khi có thể kiểm soát được hệ thống thắng đùm ở trước một cách nhịp nhàng nhất. Cái chiếc rim hôm nay còn sâu cho mình cái đồng hồ Umar Racing, một cái món đồ chơi đã rơi vào tình trạng hiếm hàng vì cái sự bành trướng phong trào chơi rim trong những năm gần đây. Quá trình lắp đặt cái bộ đồng hồ này đã hoàn toàn như zin, không cần phải chế cháo bờ cổ mà chỉ cần chính là cái phần dây điện để đồng hồ Umar Racing có thể hiển thị đầy đủ các chức năng. Hàng xương, các cột áo, giày trước chính là những cái công đoạn buộc phải hy sinh trong quá trình nâng cấp chạy lực sườn Quad S dành cho cái chiếc rim độ. Quá trình này đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm và trình độ nhất định để chạy lực không ảnh hưởng quá nhiều tới phần cốc đánh lái cũng như cái phần ti không chĩa sâu vào đùi người lái trong quá trình vận hành. Đối riêng với cái phần niềng sắt nguyên bản, chắc chắn nước da của nó sẽ không thể nào liền đạt với những bộ phận niềng nhôm trên cái dàn chân của chiếc rim hôm nay. Một cái dòng niềng SL ASEAN tuyệt đẹp, một cái dòng niềng nhập khẩu đến từ Malaysia được làm từ hợp kim nhôm sáo cao cấp, nó có năng chịu lực rất là cao kèm với trọng lượng khá nhẹ. Ngoài ra anh em có thể thấy dàn chân của chiếc rim độ hôm nay còn được nhấn nhá bộ càn thắng inox CNC. Hiện diện cái dàn chân sau giờ đây trở nên cao cấp hơn rất nhiều dành cho một cái mẫu rim độ khi được nâng cấp cái phục Holin HO 647 rất là sang chảnh. Phần chân phục bổ sung thêm cái chén CNC đẩy lò xo lên cao một chút, tăng cái năng chịu tải cũng như hạn chế tình trạng lò xo phục ở bên trái bị cả về cái hộp sên. Bộ ba chi tiết các chân trước, chân trong đứng, chân trong nghiêng giờ đây đã được thay mới vật liệu inox, hoàn toàn không bị tình trạng là chốc sơn hay đĩa sét giống như phụ tùng nguyên bản trước đây của chiếc rim độ. Không giống như giờ đạp của Takawa, bộ nắp đầu của CNC đi cùng của Titan của chiếc rim hôm nay không chỉ có tác dụng đơn thuần là tăng cái độ thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa cái phần hiệu suất động cơ. Cái con rim độ hôm nay được người chủ tiết lộ một cái bài nâng cấp là 54ZZ mạnh mẽ, sử dụng cho mình cái bộ của chiếc quay Alpha cái đời 2004, thực hiện một cái nhiệm vụ dẫn truyền khí thải. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Waro 110 nâng cấp full option gấp đôi xác xe mới. Cái dòng Waro 110 bên dưới đây thuộc sở một cái bạn có tên là Trọng, được dọn full những món đồ chơi toàn là hàng khủng. Mẫu xe này vừa mới được đập hộp. Theo ước tính từ người chủ thì dàn đồ chơi này phải trên dưới 100 triệu. Ấn hiện xe dựng áo là cái cụm thắng Rambulis mức giá thị trường hơn 10 triệu, được bắt kèm một cái chiếc bình dở rời Rambo màu xám khói trong suốt rất ấn tượng để kiểm soát hành trình phanh cho bánh trước cách tốt hơn. Tận dụng cái cụm trong là Rambo nhưng cái phần bên ngoài là tận dụng cái tạch của CC Carbon Fiber ở hai bên để xe nó sang chảnh và ấn tượng hơn với những đường vân 3D được phủ hết cái bề mặt tại thắng. Chạy lực Holin trung tâm đã được người chủ mua ở Sài Gòn và trong cái dòng chạy lực này là mẫu chạy lực trung tâm cứng nhất. Tuy nhiên vì được lắp đặt ở bên âm trong khá nhiều nên người chủ khoét rộng các phần dàn nhựa nhám nhiều để tiện trong việc tăng chỉnh. Chìa khóa smart key Honda giúp an toàn trước tình trạng trộm cắp hiện nay. Còn cái dàn chân trước cho chúng ta thấy cái sự chịu chi với một gói combo quỷ diệt ở dòng S đi cùng cỡ heo của Rambo Moto 3 hai bánh xứng, giá thị trường khoảng hơn 30 triệu một con, phải nói là nó tương ứng với cái con xe Tega hiện nay. Bên cạnh cái dòng Rambo Oversize, một dòng đĩa với kích thước là 267. Những chi tiết nhỏ như che lọc gió càng thắng sau đã được mình lại chuẩn bị Titan T5 thêm chút sang chảnh lưu linh hơn. Hệ thống che sau Holin bình dầu rời được mình cái nấm chỉnh CNC xanh lam. Ngoài cái chiếc Waro Deep nó còn phù hợp với dòng Lumax và cái Exact Mode. Hệ thống ống xả được tận dụng cái bộ 4 rod kết hợp cùng với cổ Titan bầu hơi. Đầu tiên nhìn cũng khá ấn tượng đẹp mắt. Việc thêm bầu hơi sẽ giúp âm thanh nó giảm nhiều hơn và không bị hợp bởi cái miệng bộ khá lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, subscribe.